Có ai sợ thay pin cho máy tính bảng không ạ? Đừng có sợ nha, đừng có thấy nó to mà sợ nha. Thật ra thì nó giống như mấy anh đẹp trai thôi, chứ không đừng tưởng là mấy anh khó. Team like follow cái là mấy anh chịu đi liền à, dễ lắm. Samsung Galaxy Tab S 8.4 tới đây là xong. Các bạn thấy không? Cái pin này cũng dễ thay thôi. Rất là tiếc rằng cái ốc lưng với lại cái kích cân lực của cái máy này mình hết rồi. Chứ nếu không thì các bạn đến trang web phụ kiện .vn mua hàng thì mình sẽ tặng ốc lưng hoặc kính cân lực. Bây giờ nó hết rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn có thể chuyển qua cái điện thoại cũng được. Nếu mà các bạn có cần cái điện thoại nào cần ốc lưng kính cân lực á, thì mình sẽ tặng cho cái đó cũng được. Các bạn lưu ý nè, tất cả các loại điện thoại, pin điện thoại các bạn không nên cắm sạc qua đêm nha. Trung bình mình sạc 2 đến 3 tiếng đầy pin trước điện ra, đừng cắm sạc qua đêm. Tại vì sạc qua đêm như vậy hoài á là pin nó sẽ dễ bị hư hơn. Bây giờ pin thì giờ có tốn cách mát cũng không có bằng cục zin theo máy hồi xưa của các bạn đâu. Cho nên mình không nên cắm sạc qua đêm, khoảng 2 đến 3 tiếng đầy pin trước điện ra thì xài pin sẽ bền.